Alo, Bình Hưng xin mến chào đại gia đình. Chào cả nhà. Dạ, ba anh em đang ngồi trên xe các bạn ơi. Chở cô Út đi tới tiệm nè. Rồi xong xuôi Bình Hưng với lại chú Lũ hàng anh ba với lại chú Tám tại Úc Linh. Hôm nay Bình Hưng với chú Lũ chính thức đi đón, đi rước bác ba về ha. Mấy ngày để bác ba ở trên nhà chú Tám các bạn. Rước nàng về Vinh. Hôm nay rước nàng về Vinh. Đó, bữa bác ba chạy xuống chỉ có thăm coi nhà của Út chút xíu về đó, mấy tiếng đồng hồ xong cô Út chạy chú ba ngược về. Về Úc Linh là lý do chú ba có một số công việc đó các bạn. Cũng có gặp một vài người thân. Anh Tám thì anh ở đây ngắn ngày á, anh không có ở nhiều cho nên là cái thời gian đầu á là anh Tám muốn có thời anh ba muốn có thời gian với chú Tám. Còn sau rồi chú Tám về cái lại anh ba xuống dưới này. Đúng rồi. Dạ, cho nên tại là vì mình chia thời gian ra. Tại vì Tám đi qua đây đó các bạn. Tám đi qua đây đi có mấy tuần nè. Đó, cho nên sẵn dịp như vậy rồi nhà chú Lũ cũng có việc nữa. Nên để bác ba với lại bác bốn đó, bác ba bác bốn coi như là bác bốn không ngơ ngủ được nhà của Út đêm luôn Út ha. Dạ. Ghé lấy cà phê cho em. Dạ, oh, đúng rồi. Sorry. Cô Út đi làm cũng ghé lấy ly cà phê. Đó thì hôm nay là hôm nay hẹn lên ăn mà chú bốn cũng không hẹn được chú bốn luôn các bạn. Hôm nay anh em mới chú Lũ với lại Bình Huỳnh mới có tẩm đây. Mà cái cây trồ của anh em là bây giờ bị kẹt là anh bốn phải lên máy bay đi về lại Florida. Dạ. Nghe tin ở bên đó bão dữ quá. Chuẩn bị bão rồi. Bão. Bão quá trời, thế tội nghiệp quá trời. Từ Việt Nam qua tới Mỹ khắp nơi trên thế giới. Dạ. Anh em bên này bận rộn lắm các bạn ơi. Nhất là cô Út Dung nhà ta lấy ly cà phê. Bình Huỳnh quên quay cái cảnh mà chú Lũ quay cái cảnh mà Bình Huỳnh đứng rửa chén cho cô Út nữa chứ phải không? Em Út có bận quá mình nhảy vô mình làm luôn các bạn ơi. Nhỏ lớn giờ mới thấy đứng rửa chén. Lần đầu tiên cái hai mấy chục năm quen với ổng rồi mấy cái đó chuyện bình thường thôi chứ có gì đâu. Không, nhưng mà lần đầu tiên tôi mới thấy ông rửa chén cho nó chuyện bình thường. Tại vì nhà anh em đông quá rồi nhà con cháu đông quá mỗi lần mình về thì mấy cái việc lặt vặt đó là mấy vậy đó thường thường phụ nữ làm. Còn bây giờ có ba anh em bây giờ sao? Phải không? Ở Mỹ thì anh biết đàn ông rồi cái gì cũng làm hết đó các bạn. Không làm đâu. Cho nên Bình Huỳnh không có nề nà một cái gì, bất cứ nề nà một cái chuyện gì hết. Tại vì ngày xưa Bình Huỳnh cũng đã từng trải qua những cái mà trong gai khổ cực rồi cả nhà. Cho nên đối với cái rửa chén là đâu có gì đâu, rửa chén xuống mà. Đúng rồi chú Lâm. Chén lâu nhà giặt đồ mấy cái chuyện đó. Lâu nhà đó rồi là bình thường. Các bạn. Mình làm thì vợ mình đỡ mệt thôi. Đúng rồi, giúp người Tây chứ. Giờ ghé lấy cà phê cho cô Út xong xuôi rồi cô Út chạy đi tiệm rồi anh em mình đi xuống dưới Úc Linh hàng anh ba hàng chú Tám. Chú Tám đang chai phải không? Chỗ đó có bán chai. Có bán chai hả? Nạp đăng lượng buổi sáng cả nhà. Em mua bánh hả? Không, em có bánh bao. Đây là buổi sáng của Út Trung nè. Đó, vừa bánh bao cái ly cà phê cái xong. Ở Việt Nam mình thì sướng hơn mà sáng ra cái tiệm quán chỗ nào cũng có đồ ăn, muốn ăn gì có đó. Còn ở bên này thì cái sáng thì ăn bánh ngọt hay là tự nấu. Vậy đó. Dạ. Việt Nam mình sáng là ngồi ăn tô phở phải không? Dạ, hay là ăn gấp la hay là ăn cái gì đó cũng có đầy đủ cho mình. Còn ở đây buổi sáng giờ các bạn biết á, là những quán ăn á, mà của người Việt mình á là có nhiều quán mở cửa 10 giờ, 11 giờ. Mở cho buổi trưa không? Buổi trưa không các bạn. Dạ. Cho nên thôi quen rồi, ăn cái gì cũng bây giờ buổi sáng nó nhẹ nhẹ. Đó, nhưng mà cô Út có lòng không phải thiếu ly Starbucks nha. Có nhiều bữa quay của khoai lang nên ăn uống ly cà phê cũng xong. Đúng rồi em. Đi bay bà sẵn nha. Rồi ok cô Út em. Rồi hai bữa nào anh dẫn bác qua nhà ta đến thăm tiệm nail của Út chứ hả? Dạ. Tiệm nail nhỏ nhỏ xinh xinh. Cũng chào cả nhà nha. Mình lên đường thôi. Bye cô. Mở cửa nha. Ok, thôi để em mở được. Em đi, bye bye cả nhà. Rồi bây giờ Bình Huỳnh dành chút thời gian để trong cái video để lên gặp anh ba. Mình tiếp tục các bạn nha. Ok, mình đi. Đi em. Đi quán nào vậy? Quán nào hả? Các bạn à. Xin chào. Cái giỏ đi lên đường đấy. Mất 30 ngày đem đi. Mới 30 ngày đem đi. Còn mình thấy vài tháng. Vài tháng này là biết á. Vài tháng là đều cửa ca. Hôm nay lên hẹn anh em. Hôm nay lên hẹn anh em đi ăn rồi xong xuôi đi bóng ba xuống nhà của Út chơi mấy ngày. Mấy ngày đây ở trên nhà chúng Tám cũng 4 ngày rồi phải ta. Mấy ngày rồi. Ủa sao 4 ngày?
ở cái tuần đi rồi đấy chứ. Làm gì tuần? Tuần rồi đó. Tuần á. À. Quen rồi chứ nữa là giờ này. Quen rồi, mình đi quen rồi. Quen dắt rồi. Hơn 8 triệu quen. Có trà nóng chị. Miếng trà nóng. Không, bỏ vô cái bình nhỏ nhỏ vậy thôi. 4 giờ lên máy bay mấy giờ? Như thế khỏi. 1 giờ rưỡi. 1 giờ rưỡi là bốn ở đây. Ăn nghiệp. Anh mới ăn ở nhà xong. Ăn đi chứ, ăn miếng đồ chai đi chứ, chạy chạy ra đây làm chi. Anh đã uống mở đuổi ra mất. Uống cà phê. Quán này uống muối mà lo gì đuổi. Mở đuổi ra đó. Anh ba cũng ăn rồi. Anh ok, đang đang thêm tô nữa, tôi nhỏ nhỏ. Tôi nhỏ. Ăn đi nghe. Em vô này đó anh thấy ăn ở nhà. Thì đó ra nhưng mà. Anh báo sớm em chút. Báo rồi đó, tôi ngủ sớm rồi chứ. Anh đang tôi nhỏ nhỏ thôi. Mấy ly trà lên. Mấy ly chị? Một ly cà phê. Đúng không? Đấy, bơ không? Anh đã ăn cái này thôi, uống gì nè. Rồi, ăn cái này đây. Ba cái gì? Anh ba ăn hủ tiếu nè, hủ tiếu hay đầy phở gì đó. Để em đợi cho anh ba. À. Em ăn đi, em ăn miếng gì đi. Ăn miếng nữa. Em ăn đi. Chứ còn anh ăn chay em mới ăn. Ở đây là miếng chay hoàn chay để đó. Chứ ăn cái này đem về chứ. Ở đây là phở. Phở. Phở nổi tiếng. Nổi tiếng phở hả? Phở đây chứ. Dạ anh năm là phở tái với nạm ha. Nghe em ơi. Phở tái nạm, à, phở gì đó cũng được, anh ba phở gì đó cũng được. Phở anh ba tái nạm luôn nha. Tái nạm luôn đi. Nhà chú Tám giới thiệu đó, phở ở đây ngon lắm nè không? Không được sao là nó đẹp nữa. Cái này giờ quá quá tuyệt vời. Chai hả? Đây là gỏi cuốn tôm thịt. Ờ, dữ không? Hấp dẫn. Hấp dẫn cả nhà. Gỏi cuốn tôm thịt. Nhưng mà cái điều mà đặc biệt thấy là cái tô to quá hả? Không, vậy là nhỏ anh, còn cái tô nữa bự nữa. Dạ à. Dạ. Anh ba thấy cái tô anh ba đã khiếp rồi. Tô này tô mini đó anh ba. Yeah. Không, cái tô này là vừa ăn. Rồi, tô này vừa ăn nè. Được hả? Thôi bây giờ em bỏ rau cho trước nha. Dạ. Ăn đi. À giờ anh Năm ăn đi. Rồi à, cho cả nhà cái cảm tưởng nha. Cảm nghĩ là có ngon không mà em nghĩ em nghe mùi phở là ngon á. Nghe cái vị phở ở đây mà nhưng mà thấy để từ từ. Phở là quan trọng nhất là ngon nhất là cái nước à, anh là thường thường thưởng phở là thưởng cái nước quan bỏ chân vậy đây à. Ở ở bên Mỹ này cộng phở thấy ngộ chưa ngộ hả đây là cộng hủ tiếu trường mà cái chanh vậy đây cái chanh đây phở đúng á phở là phải phở tươi mà bất nhưng mà thôi mình bên này cũng có vậy là mừng lắm rồi vậy được quý tương đỏ tương đen mà anh ba dạ ơi ngon rồi được vôi rồi hai bạch trưng nữa đâu được ba hả rồi cái cho đây qua đây đi em ủa này có tầng ô hả dạ không có tầng ô hả tầng ô hả có chứ đây là à, mời anh ba hủ tiếu đó anh có phải hủ tiếu Nam Giang không vậy chú lũ Tiều Châu Tiều Châu hả? Tiều Châu thì nó gần Nam Giang sắc sắc đó, không có. Nam Giang là khác, Nam Giang là Campuchia. Tiếu có hai ba loại là hai ba loại là. Dạ. Ở làm đi, ốp phở tôi khỏi đưa bắt con. Nhưng mà Nam Giang thì cũng phải cũng giống giống như giống như phở. Rồi, anh cho cái cảm tưởng vì sao ở đây ok không? Ồ, tuyệt vời. Tuyệt vời đúng không? Vì sao lũ còn vì sao? Quán này ở đó Úc Linh thì ăn cũng là khá tương đối ok, ổn, ổn định. Okay. Bữa cho bác ba ăn bữa xong phân ba sản để cho nó biết chứ cho biết chứ kệ ớt chua anh ba rồi ok à, biết cái chơi bởi vì à, em biết sao mà nó có cái chỗ ngon đó thì mình mới biết cái chỗ dở dạ đúng à, mà có cái chỗ dở mới biết chỗ ngon anh có gì anh có gì anh có một phần đó tôi biết anh Chi á với anh Thành nói Chi nào đúng gặp người quen à không phải không phải không phải bây giờ đây mình ăn uống xong lên đường ba dạ lên lên đường bây giờ sẵn bỏ đồ qua luôn ba rồi đúng rồi dạ bỏ đồ ok Bye.
Ok, bây giờ chú Tám là bàn giao anh Ba qua lại cho chú Lũ phải không? Dạ. Rồi bây giờ thấy chưa các bạn, coi anh em bàn giao nè, bây giờ là giao hàng coi như là tại ngay bãi đậu xe luôn, dữ không? Có cái thùng ghe, cái thùng gì? Còn đồ nữa, còn cái vỏ đỏ nữa. Còn cái thùng gì của anh Ba, cái thùng giấy đó là của dạ, ai? Cái thùng giấy đó là của hàng của em đi bỏ vậy ta. À. Cái vỏ đúng rồi. Cái vỏ đó. Dạ. Còn gì nữa? Còn cái đây là của mới đến gửi cho chú Lũ. Cái mấy cái hũ nước mắm nước chấm thần thánh bữa giờ giờ anh giữ đây. Có đó phải không? Chấm thần thánh đây này. Ok vậy được rồi. Rồi xong. Đó, ấy của hỏi cái đó hoài à. Rồi đi. Đây là ly sáng quỳt anh Ba nè. Nổi tiếng của người Việt mình đây anh. Nó bán đầy đủ thức ăn đồ của Việt Nam mình thấy đó anh Ba. Mắm đứng rồi đây nè. Tôm, mì gói, nói chung là đủ chứ không phải là săn quyệt không đâu. Vô đây mua gì cũng có đó. Nhà mình nha, thì mấy anh em mình nguyên gần một tuần nay. Ba của nhà mình chơi rất là vui. Anh em rất là vui mừng, bây giờ bàn giao qua cho chú Lũ. Rồi có dịp rồi xuống nhà chơi. Rồi ok, có gì rồi, bữa mấy đứa chạy xuống nha. Dạ. Rồi. Rồi, ok, thôi giờ ghế chạy xe cẩn thận ha. Rồi, về lo okay công việc đi. Bye năm nghe. Rồi rồi. Ba cả nhà luôn nha. Rồi, bye em. Mấy khu dân cư đi ngọn đầu này hai thiệt. Làm nhà đến đó luôn anh Ba thấy không? Làm nhà đến đó luôn. Mà không nghe những cái trận đất lỡ rồi phải không Lũ hả? Không có. Rồi hai thì cái chứ. Đó thì mình không biết tương lai sao chứ giờ em không, ở đây chưa không, từng nghe đó em. Chưa từng nghe. Có những cái nhà mà nằm ra mà mình sợ thấy mồ luôn á. Rồi. Sự thật thì không xảy ra được. Ta thấy không đó? Nằm mém mém lại thì ớn không? Bởi vì em biết sao mà anh nghĩ là coi như là chắc chính quyền của Mỹ đó họ coi cái địa chất á, cái cấu trúc địa chất á, thấy không? Rồi. Cấu trúc địa chất nó bền vững như thế nào đó rồi mới để cho mở mấy khu dân cư trên những ngọn đồi. Đó mình thấy như mình đứng là mình nhìn mấy ngọn đồi thấy đó, thấy cái nhà thấy nó ở cũng ớn ghê phải không? Sợ em nhìn cũng sợ đó chứ. Nhưng mà hai cối rồi nó cũng không có nhiều. Không có nhiều bằng cái mấy cái ngọn núi ở Việt Nam. Ba cái đồi đây không có đá. Hả? À? Nó không có đá. À. Cái đồi thôi ba, cái đồi. Theo cái bờ biển bờ biển địa Đông Hải hả? Biển nhiều. Đẹp quá, nhà trên ngọn đồi quá đẹp quá. Qua đây là người ta sẽ núi để làm đường, ba thấy không? Rồi. Sẽ cái núi để làm đường. Mình chui qua cái núi lên ba. Đâu như là băng cái núi mình chui qua vậy ba nhá. Sẽ không phải đèo Hải Vân, cái đèo giờ nay mình đi vừa rồi đi Nha Trang, đi qua coi đi Nha Trang đó. Nó cũng giống giống vậy đó. Giống vậy. Ala Mỹ Đà là anh ba qua Ala Mỹ Đà mà nếu mà nghĩa chở anh ba qua cái đường hầm không? À, đúng đâu có đường hầm. Đó là đường nó đi xuống dưới biển đó. Biển ở trên là nước anh ba. Cái đường hầm đó là đi dưới biển ha. Đi dưới biển đó. Bởi em thấy cái nó đúng ra mình nói cho rộng ra chút là cái hành tinh đi, phải không? Mình là cái con người trên cái hành tinh này. Thì mình có đi đâu đi nữa trên cái hành tinh này nó cũng là cái trái đất, cái quê hương ở trên em à. Anh thấy sao mà nó gần gũi quá à? Thấy mọi sự hình như là nó xa lạ mà anh tới rồi thấy nó cũng rất là thấy nó rất là gần gũi, nó không có một cái gì mà xa cách hết trơn ấy, phải không? Chỉ có ngôn ngữ ngôn ngữ thì cái chuyện đó bây giờ mỗi nơi là cũng phải có một cái ngôn ngữ chung để mà mình trao đổi.
gia tùy tục chứ. Trời ơi, thì cũng con người đây cũng cõi lòng đầy đây. Dạ. Em thấy không? Dạ. Cũng hỉ nộ ái ố, cũng vui buồn rồi trong cuộc sống. Tham sân si. Tham sân si cũng y vậy trơn, không có khác gì trơn. Màu da ha, đỏ ha, trắng ha, đen rồi gì anh ba thấy rồi thấy cũng dễ thương hết trơn em ơi. À, bóng đỏ không à, thấy, thấy cũng khác cái màu da, cái khác cái màu da chứ cũng còn con người đó, họ cũng có nhiều cái tâm trạng tâm sự nó cũng giống y nhau. À đây là mà mấy cầu thủ rồi dân giàu đó. À, dân giàu không á hả? À, khu anh ba đây thường thường họ à, hình như là tại sao mà cái khu này những dạo nó chọn bởi vì những cái nó có gì đặc biệt không em? À, view là như trên núi trên đồi à, nó giống như nó phố cổ à, nó cái nhà cổ à, khu giống như người ta tập trung cái chỗ mà về à, Mỹ nó hay có cái khu bà thấy thích thú ở Mỹ quá các bạn ơi. Anh thấy cảnh đào nó enjoy nó hết nó là không phải, không phải là bởi vì thích thú thì ở trên cái cuộc sống trên cái trái đất này chỗ nào hình như là mình đi tới mình cũng có sự thích thú hết. Đúng. Em biết không? Chứ không phải gì riêng ở đây. À. À. Nhưng mà bởi vì hồi trước là mình chưa từng đi ra cái chỗ mà là những cái nơi mà xa lạ như thế này. Chưa bước ra khỏi cái bờ tre. Mới đứng trong bao làng. Bờ tre làng mình chưa ra khỏi đó, bây giờ ra rồi mình mới thấy là coi như cái bờ tre làng mình nó rộng như thế này mà mình không biết. Rộng không? À. Mình cứ thấy cái bờ tre làng của mình rộng ra như thế này ra chứ không phải là cái bờ tre mình mà nó hẹp nè. Nên mình đi mới biết là cái cuộc sống rồi là khác nơi rồi nó cũng y như những cái bờ tre làng của mình vậy. Mà tới tuổi này anh ba đi là thấy hay rồi đó. Rồi, thôi cũng vừa rồi phải không? Vừa rồi. À. Không cần mình ở đây. Anh đi trong sự thoải mái anh ba phải không? À. À, đi trong sự mà có gì không lo lắng, không buồn sầu, không buồn phiền. Không cái đi cái đó mới gọi là đi, mình không dướng thật. Cảnh đẹp ghê anh ba hả? Anh mà khi anh đã không có cái tâm anh nó tịnh, anh đâm ra anh ra ngoài anh thấy cái gì nó cũng đẹp, cái gì đúng là gì nó cũng đẹp. Nè, cũng như là người buồn mà cảnh có vui đâu bao giờ. Cũng như là đặc biệt anh đi ra này anh mới nhớ cái câu nói của Lão Tử, tức là ta chưa từng bước ra khỏi nhà, ta chưa từng bước ra khỏi cái làng nhưng mà ta biết tất cả. À, ta biết tất cả. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc sống nó trải qua cái tâm hồn của mình nó giống giống như thế này đây. Đúng. Nó cũng y như thế này đây. Mà mình lại mang cái khái niệm coi như là hẹp hòi của mình. Nên là mình không có mở ra được cái tầm nhìn của mình, cái thấy của mình. Thì ông bà xưa mình có nói câu cũng hay chứ. Đi cho nó biết đó biết đây phải không? Mẹ biết chừng nào không? Biết đó biết gà đâu không đúng. Biết đó biết đây. Mình cái là anh ba qua đây cũng đi hết một vòng nước Mỹ, mấy cái tiểu bang lớn giống như là Chicago, Illinois, Florida, dành ba tới Cali nữa. Yeah, là anh ba. Không, anh nói thiệt anh ba may mắn lắm. Wisconsin nữa chứ. Không, anh ba may mắn. À, Wisconsin nè. Đây là mấy tiểu bang là chú Nam à. Chicago là một, Wisconsin là hai. Florida. Rồi Cali. Phải tiểu quan chiến lược không chứ sao qua cái dẫn anh đi New York, Washington. Rồi đi dài dài vòng vòng chứ sao anh qua mà em có thời gian á rồi em chở ba đi một chuyến xuống Santa Ana đi Las Vegas rồi chơi đúng rồi. Không đó đúng rồi, mà chuyến đi qua thì đó trong cái rủi nó có cái mai em thấy không. Trong mở coi như là đi mà coi như anh ba thấy anh ba hiện diện được trong cái ngày mà của mà em cũng happy lắm anh ba. Mình qua đây coi như là khi mà nghe mở mắt là mình đang hiện diện ở Mỹ đây. Nó vừa buồn mà nó vừa mừng. Đúng. Ai biết không? Em bản thân em nói thiệt em rất là mừng, rất là hạnh phúc. Tại vì bên vợ đầy đủ hết, cháu chích được cũng có. Em đó em mãn nguyện lắm anh ba biết không? Bởi vậy nhiêu đó là em cảm thấy em vui rồi. Không cần nhiều nữa. Bởi vậy trong cái cuộc đi này anh ba thấy là đúng là nó toàn vẹn, nó viên mãn được hết tất cả những cái ý nghĩa của cuộc sống mình, vừa đi du lịch vừa biết và vừa đáp được cái đáp đền được anh thấy cái điều mà cái chuyến đi đi qua đó nó smooth đó. Nó gọi là nó trôi chảy đó. Một cái cách coi như là ví dụ như là cái này mình không có nói tâm linh không được, nhiều lúc em còn nghĩ chắc là mẹ mới sắp xếp cho ba mình đi chuyến đi ra đây. Nó cũng giống như vậy đó. Anh vừa tới Florida xong xuôi bắt đầu vừa chớm chân anh đi vài ngày bắt đầu bảo chuẩn bị ập tới. Anh thấy chưa? Đúng rồi.
Rồi qua đây anh em cũng ngoài mục đích là qua đây thăm thứ nhất là gia đình chú Lũ và thăm gia đình thông gia rồi tất cả người thân ở đây. Rồi đùng một cái sự cố gia đình chú Lũ xảy ra nó trùng hợp với đây cái thời gian qua ở đây luôn. Mà mình có thời gian đó mình chuẩn bị rồi có thời gian đó. Bởi vì em ba tới đây mà tới đây lúc tụi em nó bận biểu quá, ba cũng thông cảm, là hiểu không? Có gì đâu anh em. Cái đó em phải nói, tại vì khi em ba trước khi ba đi là em đã hứa rồi. Mà ba đây nhiều lúc có những cái em làm không được, tại vì ba đã hiểu rồi. Cái đó thì thông cảm quá thì chứ chú Lũ lúc ban gia bối rối về làm sao chính à? sao em mới dính ba lại cái chở ba xuống Santa Ana đi lắc đi khác dọc về lại đây anh phải trải nghiệm đó. Phải đi xe rồi xuống dưới Nam Cali, cuộc sống Nam Cali phải xuống Nam Cali mà phải anh phải xuống anh phải biết Hollywood nữa. Bởi vậy mình đâu có biết trước được những cái sự kiện gì nó xảy ra với cuộc đời mình đâu. Trước khi mà coi như là đi đó chú Lũ nói anh qua đây rồi em sẽ chở anh đi chỗ này chỗ kia rồi đợi cái khác anh thấy không? Cái nói với cái làm hai cái nó khác là ba biết tính em là em nói là em làm. Em làm không được là một người em nó khó chịu lắm. Đúng rồi. Không ý á, ý là chứ cái chuyện mà khi mà những cái đó, khi mình nói ra mình sắp á mà sự cố nó xảy ra thì làm sao biết được. Đúng rồi. Cái chuyện mà không mời mà tới là cái chuyện đó là bình thường của thế gian này luôn á chứ. Mà bây giờ tới là phải nhận, ta lấy ông, tới là phải nhận, không thể nào né được hết, không thể nào mình né được. Thôi mọi phần nó đều... Người ta dùng cái từ gọi là you can run, but you can hide. Có nghĩa là mình chạy được, ba phải không? Nhưng mình trốn không được. You can run. You can run, but you can hide. But you can hide. Anh bỏ chạy được, anh trốn được. Không thể trốn được. Trốn đi đâu? Cái câu Việt Nam gọi là lưới trời lồng lộng. Lưới trời lồng lộng. Ngay, bởi vậy em thấy cái những cái câu mà nó mang ca dao tục ngữ hay là những cái thành ngữ cái gì á ở trong cuộc sống này chỗ nào cũng có ý nghĩ đó. Nhưng mà dùng ngôn ngữ khác thì giống nhau hết tất cả như vậy đó. Cũng như Việt Nam mình trốn đó cho thoát, nói rồi cho thoát, cho thoát. Nói vậy đó mà. Cái chỗ này là cái họ khai thác dầu luôn em. Dạ, đó là làm dầu á. Wow. Ô cha 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 cha. Chạy dọc qua bên kia luôn. Kia luôn. Go. Ở đây có đường biển, có đường xe lửa nên cái dầu ra đây. Đúng rồi đó ba. Ôi trời, anh thấy đường tàu xe lửa đó đó. À mấy cái bồn kia là đựng dầu đó em. Dạ. Ôi trời, đúng rồi. Anh thấy nó không có container mà có cái bồn không thấy chưa? Tức là mấy cái ống dầu được khi mà nó đập xong xuôi rồi là nó xả ra đó nè. Nó muốn đi đường biển hay đi đường biển ra đây. Dạ. Được cái môi trường nó sạch sẽ ba. Đúng rồi. Chứ mình nói chứ biết sao mà đi đâu đi chứ về mỗi lần thấy về quê Việt Nam cái tự nhiên cái ký ức đó nó gợi về là thấy hình ảnh của mình và tất cả quê hương mình nằm đây thấy hạnh phúc kia bay. Đúng rồi, thì cái ký ức của mình thì quê hương của mình nó nhiều. Mình sinh ra từ đó, lớn lên từ đó nên tất cả nó dồn trong cái ký ức của mình. Cái cầu này là qua cái biển luôn đây hả? Giống như cái eo biển. Cái eo biển. Ba thấy tàu lớn nó đi vô được là cái biển nữa. Ba thấy tàu lớn từ rồi đó. Nó cũng sâu lắm. Mấy tàu này hình như là vô chở dầu được đi chứ gì cả. Dạ, đúng rồi. Đó, nãy giờ đi mà chưa hết cái khu vực. Chưa hết cái khu vực khai thác dầu. Đó. Thấy mấy cái bồn dầu đó kéo dài xuống dưới đó ba. Đúng rồi. Hàng gì rồi là cái Cali này là cái thành phố mà coi như là một trong những thiết thời này là nhân hòa mà kinh tế chiến lược của Mỹ này. Có cảng có biển rồi nó gọi là thiết thời địa lợi nhân hòa đó mà. Núi bao vây là sông nước bao vây anh thấy không? Chỗ em ở thì nó biển nó bao bọc luôn, nó bao bọc cái thành phố luôn. Rồi tới nhà chú Lũ rồi xuống đây. Cái này là anh nhớ rồi đây. Xuống cái khúc cua này là nhớ rồi đây.
À, được cây xăng đây đây nè. Đúng rồi. Rồi. Và vô cái tới nhà là Út Nhung đây. À. Mắt mẻ ghê thấy nhẹ nhàng. Yeah. Xuống đây thì nó nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng. Dạ. Rồi anh phải trải nghiệm tối nay ngủ đây rồi ở đây với thời gian thấy không? À, đây. À. Đó chờ anh ba về tới nhà của Út rồi, bây giờ là tiếp tục coi như là hôm nay anh em làm cái gì và anh ba ở đây sinh hoạt với lại chú Lũ và Bình Huỳnh ở đây. Rồi Bình Huỳnh sẽ đưa anh ba, chú Lũ sẽ đưa anh ba đi đó đây cũng vòng 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 ở tại cái khu vực của chú Lũ ở để cho anh ba biết thêm về cái thành phố này ha. Biết thêm về thành phố ở đây. Rồi video của anh em Bình Huỳnh đến đây cũng xin chào tạm biệt rồi. Trước khi Bình Huỳnh chào tạm biệt, cho Bình Huỳnh gửi lời cầu chúc đại dinh của mình ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Xin hẹn gặp lại video kỳ tới.